Mà em vẫn còn lẫn quẩn á, là hạnh phúc phải có lý do, hạnh phúc phải có điều kiện. Còn hả, nếu như mà hạnh phúc thật sự thì hả, cho dù em ở đâu em cũng đều hạnh phúc cả. Và cái này á, mình sẽ thấy nè, tâm trí của mình nó được lập trình á, nó chơi những trò chơi mà hả, nó làm cho mình mệt mỏi, là hả, nó cứ bắt mình suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui. Em làm chị nhớ tới cái chuyện mà lau nhà của em á Phương Anh. À, chúng ta sẽ thấy này, một cái chuyện rất nhỏ nha, nhưng mà cái chương trình trong tâm trí của chúng ta là phải lật đi lật lại, nghĩ tới nghĩ lui, làm không làm, tiến không tiến. À, mình cứ tự giằng co trong tâm của mình một chuyện nhỏ xong rồi hả, mà chúng ta sẽ thấy là cái kiểu chương trình đó, nó chạy á, nó sẽ làm cho chúng ta cứ lẫn quẩn rất là nhiều thứ. Giống như học về bản thân mình không học, học không học, làm không làm, à, mà nó cứ giằng co như vậy thì hả, nó làm cho chúng ta mệt mỏi chúng ta. Và đó cũng là một kiểu vô thức, chúng ta vô thức tư duy, và cái kiểu tư duy của chúng ta là giằng co qua lại. Nên hả, khi mà chúng ta nói chúng ta ra quyết định á, là nó cứ lâu lắc, nó cứ dây dưa là vậy đó. Còn khi mà chúng ta hiểu đúng cái nguyên lý vận hành, nó đi bụp là chúng ta ra quyết định ngay. Và trong sách có một câu là gì, chúng ta hy sinh đời sống tâm linh để đạt được những cái tài nguyên vật chất bên ngoài, đó là cuộc sống của hiện tại. Và chúng ta thấy, nhìn quá khứ đi, có những người họ chinh phục cả thế giới, ví dụ như Napoleon á, hoàng đế Alexander Napoleon cũng là một đại diện, là ông ta có thể chinh phục được cả thế giới. Nhưng mà khi tới Ấn Độ, người ta đặt câu hỏi ông có chinh phục được chính bản thân ông không, thì lúc đó ông mới vỡ lẽ ra. Rồi rất nhiều phụ huynh, không riêng gì Phương Anh đâu, lo rằng con của mình không học hành đàng hoàng á thì nó sẽ mất những cơ hội của nó. Nhưng mà đó là những cơ hội chúng ta tự nghĩ ra, những cái cơ hội mà chúng ta đang vẽ ra là nó chạy theo cái niềm tin vô thức của mình. Nếu như mà chúng ta nhìn vào bản chất của sự việc thì tạo ra cơ hội cho con trải nghiệm, đó là cái bước số 1. Và bước số 2, chúng ta sẽ thấy là phía sau đó, chúng nó sẽ định hình cái niềm tin của chúng ta nhìn đứa trẻ ở một cái góc khác. Nếu chúng ta hiểu đúng tiềm năng của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ hiểu đúng tiềm năng của đứa trẻ. Và với tiềm năng đó, và nếu chúng ta định hướng nó, ý thức để nó sử dụng cái tiềm năng đó, không bao giờ nó thất bại trong cuộc đời của nó. Mà nếu nó có thất bại, nó cũng sẽ là những trải nghiệm, những cái cơ hội để cho nó học hành và lớn lên. Nên trường học và tất cả cái hệ thống xã hội này đều ngăn con người ta phạm lỗi. Nhưng mà sự thật, để lớn lên thì ai cũng phải phạm lỗi. Và chính cái phạm lỗi đó nó tạo ra cái sự trưởng thành. Nếu chúng ta nhìn ở cái góc đó, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Và một cái cách khác chúng ta cũng sẽ cần phải phát huy với chính bản thân mình là sáng tạo ra các trò chơi cho con và lồng những cái nội dung học hành ở trong. Ví dụ như là học làm toán á, thì mua về một lạng đậu đen hoặc là lạng đậu đỏ gì đó, xong rồi bày trò ra chơi để cho nó dùng những cái hạt đậu đó, nó tính toán, nó đếm hay là gì đó, chúng ta phải nghĩ. Và Phương Anh, em phải cảm ơn nó, bởi vì nó kích hoạt cái sự tưởng tượng của em, nhưng mà đi theo chiều hướng hữu ích cho em và nó. Còn nếu như mà trí tưởng tượng của chúng ta hoạt động mạnh mà nó cứ ở trên trời, nó không có một cái định hướng rõ ràng, thì chúng ta sẽ lãng phí cái năng lượng tưởng tượng của mình. Nên con em ở đang em là người tưởng tượng mạnh mẽ và nó kích hoạt cái đó của em đó, em sẽ cần phải tư duy để tìm ra cách. Dạ.
Em mới nghĩ ra một cách em sẽ áp dụng. Yes, sir. That's good. Tác giả nói về vô thức liên quan tới hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta mở rộng ra đi, chúng ta thấy là chúng ta vô thức với tất cả những thứ trong cuộc đời của mình. Chúng ta vô thức với sự sung túc. Chúng ta vô thức với sức khỏe của mình. Hầu như tất cả. Bởi vì người lớn chúng ta đặt ra rất nhiều điều kiện. Giống như có một chỗ sách nói là gì? Tôi phải hy sinh thì Thượng Đế mới tôn vinh tôi, đúng không? Chúng ta thường nghĩ như vậy. Và vì muốn được tôn vinh thì chúng ta mới được hạnh phúc. Nhưng mà giờ hãy nhìn những đứa trẻ đi, nó có phải hy sinh không? Nó không cần hy sinh gì hết trơn á, nó chỉ là nó thôi. Và nó cứ tỏa cái hạnh phúc của nó ra. Và chính những đứa trẻ đó được vào nước thiên đường theo ngôn ngữ của Thiên Chúa giáo đó. Bởi vì chúng rất trong trẻo. Thiên đường thì không có chỗ cho đau khổ, thiên đường chỉ có chỗ của hạnh phúc thôi. Và nếu như mà chúng ta nghĩ là chúng ta không thường nghĩ thiên đường là giàu có, đúng không? Mà chúng ta thường nghĩ là thiên đường là chỗ hạnh phúc, thì những đứa trẻ đó nó chẳng cần phải hy sinh gì hết trơn, nó chẳng cần phải cống hiến gì hết. Nó cứ là bản thân nó và nó hạnh phúc tràn đầy. Và nhìn những cái hình ảnh đó để nếu chúng ta hiểu, đừng tạo ra những con người vô thức với hạnh phúc, mà phải tạo ra những con người ý thức với hạnh phúc. Rồi, câu này để cho mọi người suy nghĩ nè. Vì sao bạn lại chấp nhận sống trong vô thức, sống trong đau khổ, sống trong sự chi phối của bản ngã, trong khi bạn có thể trở nên ý thức, trong khi bạn có thể thức tỉnh, trong khi bạn có thể tận hưởng niềm hạnh phúc thực sự? Đó là câu hỏi cho chúng ta suy nghĩ. Tại sao chúng ta có năng lực nhưng mà chúng ta lại không dùng? Tại sao chúng ta có khả năng nhưng mà chúng ta lại không chọn?